Hello, xin chào tất cả bạn. Chào các bạn đã quay lại với kênh YouTube Review Ba Miền. Thì hôm nay mình sẽ review cho bạn về cái kem chống nắng phổ rộng của Indong. Đây là em nó. Thì cái kem chống nắng phổ rộng của Indong này là của tập đoàn Indong, và đây là tập đoàn lớn của Hàn Quốc chuyên sản xuất dược mỹ phẩm tại Hàn. Và Indong là tập đoàn nuôi cấy những cái vi khuẩn có lợi để bổ sung vào mỹ phẩm, cho nên là rất là nhiều người săn đón những cái mỹ phẩm của tập đoàn Indong luôn ý. Tại Việt Nam thì rất là nhiều người dùng cái sữa non của tập đoàn Indong. Mình có thể để cái sữa non của Indong ở đây cho các bạn xem, thì nếu như bạn nào đang dùng thì các bạn có thể hiểu rõ hơn nha. Kem chống nắng phổ rộng của Indong này là nó là kem chống nắng vừa là dạng vật lý và vừa dạng hóa học, và nó chống nắng được trong vòng 8 tiếng đồng hồ. Ngoài ra thì nó là cái kem chống nắng không nâng tông. Nó có dung tích là 30ml và có giá là 299.000. Bảng thành phần của nó ấy thì rất là đỉnh luôn. Mình sẽ phân tích cái bảng thành phần cho bạn xem nhé. Thành phần chính của nó gồm có là probiotic. Ở trên cái hộp này nó đã in sẵn là probiotic rồi. Nó còn có thành phần chính nữa, đấy là men vi khuẩn có lợi lactobacillus. Ngoài ra thì nó còn bổ sung thêm acid lactic và được chiết xuất từ cây cỏ mực, sầu đâu, hạt cacao và hạt của cây trùm ngây. Và cái công dụng của nó đấy là chống nắng được tia UVA, UVB đến 98% và chống được những cái ánh sáng xanh và ánh sáng tím. Ngoài ra thì nó còn giúp kiềm dầu và cấp ẩm cho da, và nó sẽ làm giảm những cái tình trạng về da như là ung thư da này, hay là nám này, tàn nhang này, đồi mồi này. Cái kem chống nắng này ấy, nó ở dạng lỏng. Đây mình sẽ dùng cho bạn xem nhá. Đây là chất kem của nó, và nó như một cái dạng lotion ấy, cho nên là khi các bạn bôi vào da ấy, nó sẽ thẩm thấu vào da luôn và nó sẽ rất là mát ạ. Áp đi lên da nó rất là mát và nó thẩm thấu rất là nhanh, và nó làm cho da của bạn nó bóng lên. Đấy, các bạn có thể theo dõi tiếp nha. Cái cảm nhận của mình khi mà mình dùng cái kem chống nắng phổ rộng của Indong này ý, đấy là nó là một cái dạng lỏng, và nó khi mình áp ly lên da ấy, nó rất là mát và nó thẩm thấu vào da rất là nhanh. Nó còn cấp ẩm cho da của mình nữa. Ngoài ra thì nó kiềm dầu rất là tốt luôn. Và khi mình dùng ý, cái kem chống nắng này nó chống nắng trong vòng 8 tiếng, cho nên là mình không cần phải bôi lại. Điều mà mình không thích ở em này đấy là nó không nâng tông, vì thế là mình phải mix cùng với cái kem chống nắng nâng tông nữa để cho nó bật tông lên ý. Bởi vì mình cũng không có trang điểm, không có make up gì, cho nên là mình phải cần kem chống nắng nâng tông. Đấy, nếu như các bạn đang dùng cái kem chống nắng mà nó không kiềm dầu tốt và khiến các bạn không ưng ý, thì các bạn có thể đổi qua cái kem chống nắng phổ rộng của Indong này để dùng. Bởi vì nó dùng rất là thích luôn và chống nắng cực kỳ tốt. Đấy, đường link sản phẩm mình đã để ở dưới phần mô tả rồi. Và nếu như bạn nào quan tâm về sản phẩm, các bạn có thể kéo xuống phần mô tả để xem đường link sản phẩm ở dưới nha. Ngoài ra thì đường link thông tin của sản phẩm mình cũng để ở dưới phần mô tả ở video luôn. Đấy, các bạn có thể kéo xuống và xem. Và các bạn đừng quên like và đăng ký kênh, bởi vì đấy là động lực cho mình ra thật nhiều video hay và hấp dẫn hơn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình đến giờ phút này. Bye bye, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Bye bye.